mình mới đang ở chỗ dịch vụ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chạy tiếp đúng không? Xem ở phía dưới xem như nào. Đầu tiên là ngoại hối này, ngoại hối này. Cái này thì chắc cũng không có gì. Thuyết minh số 26. Rồi mình có một cái file rồi, lãi kinh doanh ngoại hối thu từ kinh doanh ngoại tệ là 512 tỷ, chi phí là 63, như vậy là lãi là hơn 400 đúng không? Thu từ công cụ tài chính phái sinh tiền tệ là 350, chi như vậy là 6 lít đúng không? Như vậy chúng ta phải tính gộp vào rồi. Gộp vào thì lãi ngoại hối được 138 tỷ thôi, như vậy là thế nhưng cũng vào loại còi. Và còi 138 và không lớn. Năm ngoái thì 62 đúng không? Như vậy khoản thu nhập này là cực kỳ phụ và rất phụ. Ở đây tín dụng 9.000, cái này 800, cái này 138 không có thua gì cả. Chúng ta có lãi từ chứng khoán kinh doanh, tức là mua bán liên tục được cả trái phiếu đấy. Có 4 tỷ, năm ngoái là 33. Và thuyết minh số 27 đúng không? Chúng ta sẽ xem nó là cái gì. Và không giải thích gì nhiều đúng không? Nhưng mình nghĩ chắc là trái phiếu thôi. Và liên tục liên quan đến lãi lỗ từ hoạt động chứng khoán đầu tư. Và lãi từ chứng khoán đầu tư và trái phiếu đây rồi. Và chắc chắn chính là cái cục ở phía chỗ đầu chứng khoán đầu tư này. Và ngoài chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán này, chính trái phiếu chính phủ với trái phiếu của bên tổ chức tín dụng. Và lỗ, và năm ngoái lỗ 1 tỷ. Năm trước nữa là lãi được 137. Và từ nãy giờ thì đây toàn những khoản nhỏ thôi, và thậm chí còn chưa bằng dịch vụ. Như vậy có thể thấy mức độ phụ thuộc chính của Liên Việt là vào tín dụng và dịch vụ là cực kỳ cao. Và hình như là chỉ có một vài ngân hàng là các cái mảng dưới họ cao thôi. Chúng ta có hoạt động khác đi, lãi khác. Lãi khác ở đây là có 33 tỷ thôi. Năm trước là 190. Chúng ta sẽ xuống kiểm tra xem đây là phần gì. Mà chứng khoán đầu tư đây rất nhỏ. Khác đây, thanh lý tài sản 12 tỷ, thu từ khoản nợ đã xử lý đúng không? Như vậy là khả năng là thu qua các công ty AMC con đúng không? Mình thấy rất nhiều ngân hàng họ có cái công ty mua bán nợ xử lý tồn đọng tài sản của chính ngân hàng luôn, 100% vốn ngân hàng xử lý AMC đấy. Thu từ hóa đổi lãi suất này kia rồi đây. Như vậy có thể coi cái lãi khác đúng không? Lãi khác này nó chính là cái khoản đi đòi nợ, đòi được nợ thì hãy toán vào đây. 33 và 190. Như vậy năm nay, năm vừa rồi 174 cho đến 400 cũng không thua gì. Và như vậy là chỉ còn mỗi góp vốn một cổ phần thôi. Hôm nay thì như góp vốn gì đâu. Lãi góp vốn mua cổ phần. Lãi không có xu nào. Năm trước thì chưa được 1 tỷ cũng là không đi. Chúng ta đủ cho nó đủ đầu mục. Ở đây thì sau đó họ trừ chi biến động. Ở đây thì mình sẽ cộng gộp thêm vậy đúng không? Đây gọi là thu nhập hoạt động. Và cộng hết cái đống tất cả các mảng lại. Chính xác là như vậy. Đây, chúng ta cộng lại. Và chúng ta cộng một giải này luôn. Rồi. Cũng có thể sẽ bị lẻ số một chút nhé. 7.000 năm vừa rồi là 10.000 và nó tăng 29%. Và ở đây có thể thấy tín dụng gần như là 90% rồi. Vào năm trước 6.707 chắc cũng thế rồi, cách công 1.000 nữa, như vậy là cũng phải đến 80%. Và năm vừa rồi năm 21 nó mức độ phụ thuộc còn lớn hơn nữa và cực lớn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có mấy khoản mục. Thứ nhất là chi phí hoạt động. Và ở đây trước khi đấy thì mình sẽ đi qua 29 xem là Không có thì có mỗi 9 huy động thôi, chúng ta sẽ xuống 9 huy động luôn để chúng ta đi xem thử xem như nào. Và theo như họ ghi số tổng ở đây là 5090, còn năm ngoái là 4645. Vâng, và tăng 9%, 9,5%. Vâng, từ đây thì chúng ta sẽ có một cái trọng số nó được gọi là lãi thuần, gọi là lợi nhuận thuần, đúng không? Lợi nhuận thuần hoặc là lãi thuần kinh doanh. Còn ở kia là lãi thuần tín dụng đấy nhá. Lãi thuần kinh doanh. Vâng, chính là bằng cái trên thì cái dưới. Và đây thì chắc họ ghi được cho mình là 4960. Mà nó có số lẻ họ cho làm tròn luôn. Đây là 3125. Vâng. Vâng, tăng 58, đúng rồi, đúng không? Vì thu nhập thì tăng mạnh mà chi phí tăng chậm, chắc chắn là nó sẽ chậm lại nó. Và để đây, đúng không? Mình rồi, như vậy là khoảng một nửa. Và năm nay 21 khá hơn nào, chi phí hoạt động giảm so với thu nhập hoạt động, tỷ trọng cũng giảm, nên là mọi thứ nó tốt lên. Và liên quan đến cái bảng này thì mình đã có lập ở đây. Và đây là tỷ trọng của tín dụng trên thu nhập, đây lãi biên đây. Vâng, lãi biên toàn ngành là đến 66%, cũng là tăng. Còn lãi biên của Liên Việt trong mấy năm qua cơ bản không tăng, đến đúng năm nay mới tăng. Vâng, lên đến 60% là gần như là bằng, vâng, gần bằng chung toàn ngành rồi. Như vậy năm nay mới là năm bản đề, ngân hàng tốt lên. Vậy là như vậy là ở đây mình sẽ cho rằng là lãi biên hoạt động. Tốt là lên, gần bằng ngày, vậy là đang cải thiện rất là mạnh. Thế còn liên quan đến cái này thì có một cái thuyết minh số 30 liên quan đến chi phí động, chúng ta sẽ thử xem cái này là nhà. Về đây cũng là một cái rất là chủ đạo. Và theo những biên này còn chiếm khoảng một nửa cái biên của Liên Việt, và cực kỳ cao. Vâng, đây rồi. Thuế phí lệ phí có 108 tỷ này, chi cho nhân viên là 2.700. Và trong tổng là 5.000 thì 2.700 vào đây rồi. Lương phụ cấp đây, chi đóng góp theo lương đây, chi chỉ có từ việc là mấy trăm triệu này, chi phí khác nhân viên và như công tác đào tạo gì đấy. Và chi về tài sản là 800 tỷ. Trong đó khấu hao tài sản định là 272, chi phí thuê tài sản tức là chi phí thuê mấy trăm địa điểm này vào là 300 tỷ. Chi phí bảo dưỡng sửa chữa tài sản 161, chi phí dụng cụ thiết bị, rồi chi phí quản lý hoạt động công vụ 1.000 tỷ. Ồ. Trong đó chi phí in ấn tiếp thị quảng cáo và khuyến mại là 838 tỷ. Và các chi phí còn lại không quan trọng. Chi phí nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng 170 tỷ. Phân bổ lợi thế thương mại. Như vậy có thể thấy khoản lớn nhất chính là nhân viên. Khoản thứ hai chính là liên quan đến công vụ, và khoản thứ ba liên quan đến tài sản. Và đấy là ba khoản chủ đạo. Và ở đây thì mình cũng không thuyết minh gì cái này cả. Chỉ có mỗi duy nhất là liên quan đến cái hoạt động nhớ bữa là mình có thống kê hoạt động liên quan đến chi phí cho nhân viên thôi, nhất là lương, và thứ cực kỳ quan tâm đây số nhân viên đây, rồi chi phí nhân viên bình quân của Liên Việt thì không tốt rồi, đúng không? Cái này từng mất tích một lần rồi. Như vậy là đấy là chi phí hoạt động, đúng không? Cái này thì chắc là mình nghĩ là bên nào cũng như thế thôi. Lương và còn công vụ và tài sản, trong đó lương cực kỳ chủ đạo, một nửa chi phí của ngân hàng. Như vậy là rất dễ nhớ, một nửa. Thế còn không biết là bên hệ thống toàn hệ thống ngân hàng thì mình cũng chưa thử, đúng không? Chi phí toàn hệ thống là 90.000 tỷ, trong khi là tổng thu nhập, tổng chi phí hoạt động đây là 155.000. Như vậy là phải khoảng tầm 60%, và 60%, gần 60% là chi phí động chính là lương. Còn ở đây của Liên Việt thì 2.700 trên 5.000 thì hình như là mới được có khoảng 55. Như vậy tỷ trọng trên lương của Liên Việt hơi thấp một chút, không ra. Và đấy là một vài cái để mình so sánh để tính toán và có những cái luận giải thôi. Ở đây chúng ta có chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đây rồi. Thứ rất quan trọng. Chi phí dự phòng. Đấy. Rủi ro tín dụng. Ở đây thông số là 1322. Và năm ngoái là 699. Và tăng rất nhiều. Và tăng cực kỳ nhiều luôn. Và nếu so với cái kia, so với số nhiều động là 13, năm ngoái có 9, như vậy chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là tăng cực kỳ nhanh. Và sau khi cái lãi thuần trừ chi phí này thì đây chính là lãi trước thuế, rất quen thuộc ở bên kinh doanh. Và 3638, còn đây là 2426. Dự phòng tăng 89% và lợi nhuận tăng năm 21 là tăng 49%, cực kỳ tốt. Và lãi trước thuế trên lao động là 36, năm trước là 31, như vậy mọi thứ đều ok lên và cực kỳ tốt. Ở đây mình thử so sánh xem là toàn ngành em như nào, lãi trước thuế đây. Đây là mình chỉ bàn về cái lãi sau thuế thôi, thì cũng tăng 54% và năm trước thì chỉ tăng 33, như vậy điểm cực kỳ mạnh là lãi trước thuế, đúng không? Rồi kể cả sau thuế của Liên Việt là tăng tốt hơn này, và ít nhất là đến 2021, 2022 là mình đang nhìn thấy như vậy. Và 22 thậm chí chắc còn đi mạnh hơn, vì ở đây năm trước 445 tổng cả ngành là khoảng 100.000 6 tháng, ở đây riêng 6 tháng của Liên Việt đã bằng năm ngoái rồi, như vậy là khác biệt hẳn luôn. Ở đây mình sẽ thử xem là giải thích về dự phòng rủi ro tín dụng, xem có gì đặc biệt. Thuyết minh số 31. Thứ nhất là dự phòng chung. Dự phòng chung thì như trước đã ghi nhận rồi, cứ tăng cho vay thì 0,75% đã tính trong là 242. Thứ hai là dự phòng cụ thể các khoản cho vay, và họ giải thích thêm lần nữa là chúng ta trích lập lại ở thuyết minh số 10. Đây chính là ở cái phía bên cân đối kế toán này, dự phòng chung này, đúng không? Dự phòng cụ thể đây. Trong đó dự phòng chung thì không có gì để bàn rồi, cứ theo tỷ lệ thôi. Còn dự phòng cụ thể thì họ lại chiếu lại số 21 chính là cái kia, và thêm 1.000 tỷ. Sử dụng dự phòng trong năm chỉ có 400 thôi. Như vậy rất có thể là cái này liên quan đến vụ Covid năm ngoái là phải tăng trích lập. Hôm nay nếu mà đúng thật như thế thì năm nay hoàn toàn có thể hoàn nhập, và chúng ta sẽ kiểm tra lại sau trong cái báo cáo 6 tháng sau nhé. Như vậy là chi phí dự phòng cũng tăng khá mạnh, 19 lên thành 13% trên thu nhập hoạt động. Dù sao thì cuối cùng thì lãi vẫn tăng rất là tốt. Và cơ sở của cái này là mặc dù thu nhập hoạt động thì tăng 29, đúng không? 29%, nhưng mà chi phí hoạt động thì tăng, mình thấy tăng rất là chậm. Đặc biệt là lúc mình xem thì như là mình nhớ là cái lương không tăng mấy, 22 đến 27. Bên trên thì như là tăng 29, cái này tăng khoảng 500 tỷ, không 2 mấy trăm, và có thể thấp hơn một chút 29 thôi, chứ còn vẫn 2 mấy trăm. Tài sản không tăng, đúng rồi, chính này. Như vậy có thể thậm chí là nó chỉ có từng đấy chi nhánh phòng dịch, nhưng mà có thể số người sẽ nhiều lên. Như vậy là cái này không tăng, có thể diện tích của các cái chi nhánh phòng dịch thuê vẫn còn, có thể thuê thêm 10. Chi phí quản lý công vụ giảm, và đặc biệt ở đây chính là chi phí in ấn tiếp thị quảng cáo khuyến mại. Và như vậy là mấu chốt ở đây là cái thu nhập hoạt động thì tăng mạnh nhưng chi phí hoạt động thì tăng chậm, và nó đã bù và áp được cái chuyện là dự phòng nợ xấu tăng, và đấy là mấu chốt của năm 2021. Thu nhập thì tăng nhanh hơn chi phí, đúng rồi, điểm cực mạnh. Cho nên là mấy áp lực xấu, và đặc biệt đây là chi tài sản giảm, rồi quản lý công vụ cũng giảm.